Sao ấy, hả? Sao? Sao? Dạ, nhưng mà xe của anh rẻ thật ba. Rẻ à? Rẻ thì mày đi mua về hộ tao cái. Nhà nghèo thì bé bé cái mồm thôi. To mồm như mày á, có ngày vỡ mồm đấy. Cái gì ấy mày ơi? Hình như là đội thằng Sắn hay sao ấy. Sao nhìn xe bọn nó xịn thế nhở? Đúng thằng Sắn rồi. Thế mà từ trước đến giờ tao cứ tưởng nhà nó giàu lắm. Hóa ra nó cũng chỉ là thằng chăn trâu thôi à? Ừ, nhà thằng này nó nghèo lắm. Mày không biết à? Bố mẹ nó làm gì có tiền, cơm còn không có ăn, làm gì sung sướng như anh em mình. Đi học về chỉ có đi lượn thôi. Sắn ơi. Ờ, có việc gì đây? Mày đang làm cái quái gì ở đây đây? Em đang chăn trâu mà. Có việc gì đấy anh? Thời buổi nào rồi còn đi chăn trâu. Mày không thấy xấu hổ à? Sao lại xấu hổ à anh? Nhà em có trâu thì em phải đi chăn trâu chứ. Tao nghe nói à, chăn trâu bẩn lắm. Người toàn dính mùi trâu thôi. Tao ngửi thấy mùi đấy tao đã sắp nôn rồi. Thế mà mày vẫn chịu được. Cái bọn nhà nghèo, cái gì mà chúng nó chẳng chịu được hả mày? Tại nhà anh không có trâu nên anh thấy bẩn thôi. Còn nhà em có trâu nên em thấy bình thường mà. Em còn thấy thơm đấy. Thế mày cho tao hỏi, có phải nhà nào nuôi trâu thì nhà đấy nghèo phải không? Em không biết được, nhưng bố mẹ em bảo là một con trâu của nhà em mua được cả hai cái xe của anh chị đang đi à. Một con trâu của mày mà đòi mua hai cái xe giống của bọn tao á. Mày nghèo quá, mày bị ảo tưởng rồi à. Mày biết xe của bọn tao bao tiền không? Em không biết. 15 triệu con xe này đây. Mày à, mày từng rẻ à. Cả đàn trâu của mày ấy chắc chỉ mua được một con xe giống của bọn tao thôi. Xe đẹp thế mà có mấy 15 triệu thôi á. Em cứ tưởng xe đấy phải tầm 50 triệu chứ. Ý nó là gì em mày? Còn sao nữa? Ý nó là chê xe mình rẻ đấy. Mẹ thằng nhà nghèo này. Ý mày là sao thằng nhà nghèo này? Ý mày sao? Mày chê xe của tao rẻ đúng không? Em sao? Hả? Sao ấy? Hả? Sao? Sao? Dạ nhưng mà xe của anh rẻ thật ba. Rẻ à? Rẻ thì mày đi mua về hộ tao cái. Nhà nghèo thì bé bé cái mồm thôi. To mồm như mày á, có ngày vỡ mồm đấy. Dạ. Dạ em xin lỗi ạ. Mày không cần phải xin lỗi nhá. Mà nãy mày bảo là xe của bọn tao có 15 triệu ấy. Bây giờ tao cho mày thời gian đi về mua một con xe đắt hơn của bọn tao. Lúc đấy tao mới phục mày. Còn bây giờ mà để đánh mày ấy, nhìn mày bé bé như thế này, một đá thì thiếu, một đấm thì thừa, nên là tao không rảnh, ok? Thế nào, có làm được không? Dạ. Thế tí nữa em về em mua một con 20 triệu được không ạ? Kệ mày, mày cứ mua được đá rồi hãng tính. Đi đi. Chị đây ơi, chị đây. Cái gì đây? Thằng này chắc mày làm mất trâu đúng không? Không. Thế sao mày về sớm thế? Đúng rồi, thế trâu đâu? Trâu em đang cho ăn cỏ ở trên kia mà. Thế mày không chăn trâu, mày về nhà làm cái gì? Em đang chăn trâu thì bọn đại ca với cái Phương đến cứ khinh thường em đây. Bọn đấy khinh thường mày cái gì? Cái bọn đấy có giàu đâu mà bọn nó cứ thích đi khinh thường người khác thế nhở? Đúng rồi. Nãy bọn nó đi xe điện ra đấy, xong bọn nó thách thức em, bảo là bắt em mua một con xe điện đắt hơn xe điện của bọn nó. Nếu em không mua thì bọn nó bảo nhà mình nghèo thôi ạ. Thế à? Chị ơi, hôm qua chị bảo là thằng Sắn hôm nay nó đi chăn trâu về, xong chị em mình đập lợn đất xong mua xe máy đây thôi. Ừ đúng rồi nhở. Nhưng mà sao mà trùng hợp thế à chú mày? Thôi đã thế rồi thì Sắn, dạ, lấy lợn về đây để chị đập ra lấy tiền đi mua xe ngay. Vâng. Đã thế thì hôm nay tao sẽ mua xe về, tao sẽ dạy cho bọn nó một bài học cho thật là nhớ đời. Mày đây. Đây chị ạ. Ơi ơi, dám khinh thường tao à? Thôi để chị đếm nhá, xem là được bao nhiêu nhá. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Nào lấy về đây. 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12, 13,
14. 14 triệu này. Đứng nhìn bên đây. 15, 16, 17. 17 triệu. 17 triệu. Chắc khoảng là 18 triệu nhá. Tất cả là 18 triệu tổng cả cái lẻ lẻ này nữa. Thôi, bây giờ chị em mình sẽ mang cái đống tiền này đi mua một con xe thật là xịn sò để đi dạy cho bọn nó một bài học nhá. Vâng. Đi. Chú mày, xe ông kia đẹp thế. Ôi ôi ôi, bác ơi, xe của bác đẹp thế, bán cho bọn cháu được không? Chú mày bị điên à? Tao đang đi xe chứ mày ra gạ tao bán xe là thế nào? Bác ơi, thật ra là thế này, bọn cháu đang bị hai cái đứa ở bên kia ấy, bọn nó khinh thương bọn cháu, thì bọn cháu muốn là đi tìm một cái xe đẹp đẹp để mua, nhưng mà đến đây thì thấy xe của bác đẹp quá, bác bán lại cho bọn cháu được không? Không được đâu, tao xe của tao sao mà đi bán cho chúng mày được. Thôi cháu xin bác đây, cháu có nhiều tiền lắm, bác lấy bao nhiêu cháu cũng cho mà. Không được đâu, ra để tao đi nè. Thôi ra. Cháu xin bác mà. Mày làm gì đó nhờ, ra đi. Để tao đi nè. Bán cho bọn cháu đi. Trời ơi, thế chúng mày có bao nhiêu tiền? Bọn cháu có 18 triệu. Thế nào? Ờ, thế thì... Trời, nó nể chúng mày là trẻ trâu thì tao bán cho chúng mày nhá. Trẻ trâu cái gì? Trẻ trâu mà có tiền á? Đây, đây, cho chúng mày đi đi, tí tao đi mua con khác. Xe này xịn lắm ấy. Xe đẹp quá. Đấy, mang đi để thách đấu với bọn nó à? Vâng. Đi đi. Cảm ơn bác nha. Lên xe nào chú mày ơi. Xe này vẫn đèo được qua đấy. Ôi ổn. Đấy, đi đi. Ôi, đi đi. Cái gì ấy mày ơi? Hình như là đội thằng Sắn hay sao ấy. Sao nhìn xe bọn nó xịn thế nhở? Bình tĩnh nha. Bình tĩnh làm gì? Anh cứ nhìn đi, nhìn thoải mái đi. Em không kẹt xỉ như bọn anh đâu. Xe đẹp thế. Ôi, nhìn thôi, đừng có mà sợ. Sợ sức, xe của tao chúng mày không có tiền đền đâu. Xem thôi. Xe này đi. Chắc mua đắt tiền lắm ấy nhở? Đắt chứ. Bọn tao mà lại thế. Thấy chưa? Mở to mắt ra mà xem nhá. Ngắm kỹ lại vào xem xe của ai xịn hơn. Không được sợ. Nhìn kỹ vào. Làm sao có dám bắt nạt Sắn của nhà tao nữa không? Bọn tao ấy không chỉ có xe đắt tiền mà bọn tao còn có rất là nhiều tiền. Như chúng mày thấy đây, trên người của bọn tao toàn là tiền, là tiền. Nhìn thấy không? Hả? Thôi, để bọn tao đi xem xe của chúng mày, xem là nó xịn như thế nào. Dạ. Thế mà mày có cho bọn tao đi xem không? Mời chị đi xem xe của bọn em ạ. Ok. Nhìn cũng đẹp đấy, cũng xịn đấy. Nhưng mà xe này chắc là mua lâu rồi á. Vâng, em mua được 4 năm rồi chị ạ. 4 năm rồi à? 4 năm cũ hết thế này là chắc không còn giá trị nữa rồi. Ôi trời, cái gì đây? Kiểu này chắc là lại bốc đầu xong rồi ngã xe chứ gì. Hỏng em, hết rồi. Em bị ngã xe vỡ hết rồi chị ạ. Ôi giời ơi, xước hết thế này. Vỡ hết đầu thế này là cũng mang đi thách đấu với thằng Sắn nhật tôi à?
Dạ, em biết lỗi rồi, em động nhầm người rồi chị ạ. Nói chung là xe này của mày nó cũng thuộc hệ là xe xịn đấy, nhưng mà nói chung là mày mua lâu rồi thì nó cũ hết rồi. Ôi ôi, chỗ này còn thủng hết cả lỗ thế này rồi. Mày còn lấy cả keo dính vào đây này. Rồi bay hết cả chỗ này rồi. Xem nào. Ôi dồi ôi, cái này lung lay hết cả thế này rồi. Ôi dồi ôi, sốc hết rồi. Mày ngã mấy lần rồi đấy? Em ngã chắc không đếm được rồi chị ạ. Rồi ôi, sốc hết. Trời ơi, đây này, sốc hết thế này rồi. Trời ơi. Thế thôi nhá. Này 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 này, xin lỗi nha thằng Sắn nhà chị đi. Chứ đối xử thế này là chị cũng không đồng ý đâu. Anh xin lỗi Sắn nha. Anh từ bây giờ anh sẽ không bắt nạt, không bình thường em nữa nha. Mày đồng ý nó xem nào. Em đồng ý ạ. Đấy, bắt tay cái đi. Đấy, được rồi nha. Còn đứa kia nữa. Sắn ơi, chị cũng xin lỗi nhé. Lần sau chị không bình thường em như thế đâu. Tha lỗi không? Có ạ. Tha lỗi thì nói to vào. Có ạ. Đấy, thế là bắt tay nhau giảm hòa luôn à, tại đây nhá. Lần sau thấy nhau là phải chào nhau. Mình là mình cãi nhau nhưng mà mình không ghét nhau nhá. Vâng. Thôi đi về đi. Vâng. Đi xe cẩn thận nhá. Bọn em về đây. Em chào chị nha. Đi về đi. Thôi đi về đi chúng mày. Thôi. Đấy. Mời đi. Wow. Được chưa? Được chưa?